Chào cả nhà nha. Hôm nay mình không có đi đâu hết, mình ra mình quay cảnh ở trước sân nhà của mình. Là cả nhà thấy vào mùa đông điều hiu, cảnh vật im lìm, chung quanh toàn là lá rụng, cây còn cái chìa không. Cả nhà mình ơi, từ đây cho đến tháng 1 thì tất cả đều mở cửa buôn bán bình thường lại, nhưng mà cũng chưa biết là có máy bay thương mại qua lại hay không, thì vấn đề này chưa có biết. Năm nay mình nghĩ rằng Việt Kiều chắc không bao giờ để đi về Việt Nam mà kéo nhà ùn ùn đi về Việt Nam giống như những khi bình thường. Mình nghĩ là không có, tại vì cái mùa dịch này thì bên đây thì nó chích thuốc cho mình đi, chích thuốc ngừa bệnh, nhưng mà bên Việt Nam á, người ta không cần biết, người ta thấy mặt là người ta cách ly để chi, để người ta moi cái túi tiền của Việt Kiều, không sướng sao? Trời ơi, hết moi cách này tới moi cách khác, chứ đâu phải là tử tế đâu. Cho nên những Việt Kiều nào mà bên Mỹ mà giàu có thì mới về như vậy, chứ còn những người mà người ta không thích về cái kiểu đó thì người ta không đi. Còn cho những người giàu có thì người ta đi. Cả nhà mình ơi, nhìn coi bơm nó rụng láng hết kìa cả nhà, một đống vàng khè cả nhà thấy không, đỏ vàng ở trên cây còn mới nữa kìa. Bên đây cũng vậy nữa nè, cây nhỏ cây lùng đủng nè đó, cả nhà mình thấy không đó, thấy hai cây bơm này nó rụng láng hết mà nó không ra, nó lụm nó bỏ vậy đó. Ở bên Tây là vậy đó cả nhà, mình thấy chỗ nào có trái cây nó cũng vậy á, nó trồng cho có lệ chứ là nó không ăn. Và bên Tây nó cũng chịu lạnh giống nhau, gà đất á. Là cái nhà đây là sau lưng nhà mình, cái cây sa pa này nay là không có tính cắt nhánh vô mà thôi, nó rụng dơ nhà. Cái cây này á, là tổ chim á, nó ụ về đây nó ngủ rồi nó làm tổ dữ lắm á cả nhà. Cây cây sa pa Noel của mình là nay là năm nay nữa là nó đã hai mấy năm rồi. Quá trời bự rồi, khu cảnh im lìm hết ha cả nhà. Trời lạnh nè, có ai đâu ra làm này làm kia mà người ta cũng không ra ngoài vườn nữa. Trời, mình thì cực chẳng đã, mình ra mình làm nè, cái video mình mới ra thôi, chứ còn mình ở nhà là ấm hơn. Ra đây thì nó lạnh lắm, tháng 12 mà lạnh lắm. Cỏ giờ nó cũng đâu có lên được, nó cứng đất á. Giờ trời lạnh rồi cỏ nó không có lên. Đây là bên nhà bạn mình, cái nhà đó là nhà Kara. Ngày xưa cái nhà bạn mình á, thì cũng làm nghề
nghề trồng trọt á, nghề rẫy á, cũng hai ba chiếc máy cày. Rồi sau này về hưu thì bán lại cho người ta, đất đồ bán hết, cho nên cái nhà đó cái bên nó giàu lắm. Còn ông xã mình thì không có làm cái nghề đó. À, cái nhà ngày ngày xưa thì người ta làm, cho nên đất đai ở đây nó cũng rộng để người ta nuôi bò, heo, gà, vịt, con cừu đó. Dùng miền quê lại vậy á cả nhà ơi, là người ta nuôi đủ thứ hết, chăn nuôi đủ thứ, xong rồi người ta ăn hoặc là người ta bán. Cái bông một đùm đùm bông của sari nè cả nhà, đó cả nhà mình thấy không? À, nó còn búp vậy đó, nhưng mà tháng 3, tháng 4 nó mới cho hoa. Trời lạnh này hôm nay nó cũng lạnh ít cho nên nó tan nước đá, nó tan đá ra còn nước trên cái nắp nè. À, nó tan ra hết rồi. Rồi. Ông này ông úp cái ấy của mình hết trơn à trời. Cậy nó sang năm trồng khác. Kêu ông bưng vô, ông bưng ông úp hết trơn luôn. Ông này thiệt tình. Lần trọng lần cực khổ. Mùa lạnh này là không có trồng trọt cái gì được hết. Ở nhà nghe chim không? Chim nó kêu chí két hết. Nhìn cái cây dương liễu mình giờ còn chìa không cả nhà thấy không, còn cái nhánh không á, còn nhánh màu vàng nữa cả nhà. Trời vào mùa đông lạnh lá thì nó như rụi xuống vậy nè, là sang năm á cỏ nó mọc lên cái là nó nằm ở dưới, nó mục nó nằm ở dưới. Rồi cắt cỏ thì nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ lại. Còn giờ thì nhìn thấy gớm. Ở ngoài phố thì nó khác, còn ở trong vườn nhà quê nông thôn thì nó là khác. Nhà nào cũng giống nhau, sống về sống trong thôn quê thì ai cũng vậy. Ở nhà thấy mình thay cái trên nóc nhà mình á, mình thay hồi trước nó chốc nóc á, nó bị
bị bão gió quá mạnh á, nó chốc nguyên một lõm từ ở đây này nha, đó thay hết dài tới đây đó, 15.000 euro nha cả nhà. Ý hơn thay hết trơn luôn, 20.000 euro, 20.000 euro, hai cái cửa kiến nữa đó, 20.000 euro. 20.000 euro là tiền Việt Nam mình là 500 triệu, hơn 500 triệu. Bên Việt Nam mình mà 20.000 euro là có đất sẵn, là cất cái nhà là cũng khoảng đó đó, tiền công nhà đẹp thật đẹp nha, thì cũng khoảng 500 triệu đó, cất nhà đẹp đó nha cả nhà. Còn bên đây á là làm cái nóc, thay cái nóc nhà mới là 20.000 euro. Cả nhà thấy mắc không? Bên Việt Nam mình cất cái nhà mà cấp 4 mà cất lên lầu luôn đó là 500 triệu á. Nên cái lầu một khúc á, phân nửa á, là 500 triệu đó, nếu mà có đất sẵn. Còn đất ở bên này bây giờ nó cũng mắc, mà Việt Nam thì nó cũng mắc hơn. Cả nhà mình nhìn thấy bầu trời kìa, đen thui mà nó đục ngừ kìa. Cỏ ở dưới này thì xanh lè, nó cũng vàng vàng xanh xanh, nhưng mà vô màn hình thì nó xanh hết trơn, nó đẹp. Thôi trời mưa rồi, mình đi vô nha, mưa râm râm rồi. Thì cái nhà mình quay cả nhà thấy, đây là cái cửa gara bự á, hai cái cửa phòng, ba cái cửa phòng bự là ba cái phòng ngủ, ở đằng kia là cái cửa phòng bự nữa, đó là nhà nấu ăn, nhà bếp của mình. Rồi khúc mấy cửa sổ nhỏ nhỏ là phòng khách với phòng salon. Nhà mình dài lắm. Thì thôi mình cũng tạm kết thúc ở đây. Chào tất cả cả nhà hết. Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha cả nhà. Và cũng không quên là rất rất cảm ơn cả nhà, mong cả nhà xem cái video của mình. Video của mình thì hãy nhớ like và đăng ký, nhấn cái chuông để được có nhiều những cái video khác cả nhà mình xem. Và mong cả nhà cũng vào để giúp đỡ cho cái kênh nhỏ của mình nó lên một chút xíu nữa. Giờ nó cứ nằm có khoảng 900 mấy, nó nằm hoài. Mong cả nhà mình giúp đỡ lẫn nhau. Mình thì mình ngày nào cũng qua xem tất cả những YouTuber, coi cho đến hết, người nào mình cũng có coi hết. Mà mình thấy cũng ít có người qua để mà xem lại cho mình giống như mình. Mình thì rất là nhiệt tình, mà mình thấy cả nhà mình không có nhiệt tình với mình nhiều lắm. Như chẳng hạn như mình không nêu tên hai người này, toàn là nói cái miệng để giúp đỡ này nọ, thế này thế nọ, nhưng người ta nói bằng cái miệng chứ người ta thực ra người ta không giúp mình được cái gì hết. Và những lần mình xem cho em ấy thì em ấy cũng cũng vẫn qua xem lại, thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà cái vấn đề người ta không có thật tình với mình ở bên Mỹ á nha cả nhà, không có thật tình.
Mình xem hoài mà người ta không qua mình. Có hai đứa em là không bao giờ qua. Vậy thôi mình nói như đó thì cả nhà mình cũng thông cảm cho mình nha. À, người ta sống người ta ích kỷ thì kệ người ta. Còn với mình thì mình vẫn sống tốt. Mình vẫn xem. Mặc dù người đó không qua mình mà mình vẫn qua người ta. Để coi coi đến khi nào người ta mới qua mình. Đó. Mà mình qua người ta hoài thì người ta cũng cảm thấy người ta hổ thẹn với lương tâm của người ta. Thôi, mình chào tất cả hết nha. Ở nay thứ bảy, trời lạnh, buồn. Buồn trong 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 lòng nhiều lắm. Buồn những người không thật thà với mình á. Rất là buồn. Cảm ơn cả nhà hết nha. Over.